Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với phần cuối cùng bản tin FBC Thế giới. Chứng khoán châu Á phiên giao dịch cuối tuần diễn ra với sự tăng giảm trái chiều ở những thị trường lớn, trong đó đáng chú ý là mức tăng điểm tăng vọt của thị trường Ấn Độ với kết quả sớm cho thấy lãnh đạo đảng đối lập Narendra Modi đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và sẽ trở thành thủ tướng mới của nước này. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1,41%, chỉ số EDX 200 của Úc giảm 0,58%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng 0,08% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,16%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tuần, kéo dài phiên thứ ba liên tiếp mất điểm. Đồng yên tiếp tục mạnh lên so với đồng đô la, đặt áp lực lớn lên các nhà xuất khẩu. Trong nhóm mất điểm nhiều nhất có cổ phiếu của Sony mức 3%, sau khi đã giảm 6% trong phiên trước. Cổ phiếu của shopbank giảm 3,5%, Mitsubishi Heavy và Kawasaki Heavy mức lần lượt là 2 và 1,6%. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng điểm nhẹ sau khi dữ liệu cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,4% trong tháng 4. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm điểm vào cuối phiên sau khi đã đạt mức cao nhất kể từ 2 tuần qua vào hôm thứ năm, cổ phiếu SFG Australia tăng 18,5% sau khi tiếp quản công ty dịch vụ tài chính đối thủ IOOF trị giá hơn 620 triệu đô la. Cổ phiếu của IOF cũng tăng 1,5% trước thông tin này. Công ty thực phẩm Goodman giảm 1% sau khi công ty Winmar của Singapore mua lại với giá 70 cent một cổ phiếu. Chỉ số cốt của Hàn Quốc tăng nhẹ trong phiên cuối tuần với việc một số mã blue chip mất điểm như là Hyundai Motor mất 2%, Kia Motor mất 1,8%. Các cổ phiếu trên thị trường Ấn Độ tăng cao kỷ lục trong khi đồng rupee mạnh hơn 1% so với đồng đô la. Trước thông tin chiến thắng của lãnh đạo phe đối lập Modi, ông Modi có thể sẽ áp dụng những cải cách về thuế để đưa thâm hụt ngân sách quốc gia giảm xuống trong vòng 3 năm tới. Trong phiên giao dịch vào ngày hôm qua, chỉ số Dow Jones và S&P 500 có phiên giảm mạnh nhất trong vòng hơn một tháng khi cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiếp tục giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15 tháng 5, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1%, còn 16.446,81 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm gần 1%, còn 1.870,85 và chỉ số Nasdaq giảm 0,8%, còn 4.069,27 điểm. Đây là phiên giảm điểm thứ hai của các chỉ số này và là phiên giảm điểm mạnh nhất của chỉ số Dow Jones và S&P 500 trong hơn một tháng qua. Cả chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều bị kiềm hãm khi cổ phiếu của Walmart Store giảm 2,4%, sau khi hãng bán lẻ lớn nhất thế giới này đưa ra dự báo lợi nhuận quý 2 thấp hơn dự đoán. Như số cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 0,7% và đã mất hơn 10% kể từ mức cao kỷ lục đạt được vào tháng 3. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bà Janet Yellen đã phát biểu vào ngày 16 tháng 5 rằng kinh tế Mỹ vẫn cần được kích thích nhiều hơn do thị trường lao động và lạm phát vẫn chưa đạt đến mục tiêu của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, thì giá cổ phiếu của Walmart đã giảm 2,4% xuống 76,83 đô la Mỹ một cổ phiếu. Hàng bán lẻ lớn nhất thế giới báo cáo Doanh thu quý 1 giảm mạnh so với dự báo và giá một cổ phiếu giảm 1,1 đô la so với mức dự báo là 1,15 đô la theo khảo sát của Bloomberg. Nguyên nhân là do công ty đang phải đối mặt với tình trạng doanh số bán hàng trì trệ tại Mỹ. Chính phủ Mỹ vừa công bố một vài số liệu của nền kinh tế, giá tiêu dùng tăng 0,3% trong tháng 3, sản lượng công nghiệp giảm 0,6%, triển vọng thị trường bất động sản trong tháng 5 cũng yếu ớt. Cho tới nay đã có 92% công ty niêm yết trên S&P 500 báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, trong đó có 69% công ty vượt dự báo doanh thu của giới chuyên gia. Những nhân viên làm việc trong các cửa hàng thức ăn nhanh tại thành phố New York ngày hôm nay đã xuống đường biểu tình và đòi tăng lương và những điều kiện làm việc tốt hơn. Cuộc biểu tình được lên kế hoạch đồng loạt ở 150 thành phố trên khắp đất nước Mỹ và hơn 30 quốc gia khác trên thế giới. Những người biểu tình ở New York cho biết, các công ty thức ăn nhanh đang tạo ra lợi nhuận khổng lồ trong khi trả cho họ một khoản lương ít ỏi. Chúng tôi đang gửi đi thông điệp cho ngành công nghiệp thức ăn nhanh rằng nhân viên của họ đang phải sống trong nghèo khổ, với tiền lương quá ít ỏi, họ đã quá mệt mỏi vì phải làm việc ngoài giờ, vì không được tôn trọng. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên họ tổ chức một cuộc biểu tình ở quy mô toàn cầu. Nếu như các công ty không đáp ứng đòi hỏi của chúng tôi, thì cuộc biểu tình sẽ diễn ra lớn hơn và lớn hơn nữa. McDonald's, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới và Burger King cho rằng họ đã trả mức lương hợp lý nhưng người biểu tình này làm việc ở hệ thống KFC thì lại không cho như vậy. Đó là những công ty trị giá hàng tỷ đô la, tất cả chúng ta đều biết họ kiếm tiền như thế nào, và giống như chúng tôi chỉ nhận được những mẫu bánh vụn của họ, trong khi đáng lẽ có thể nhận nhiều hơn một chút. Họ đang kiếm tiền trên lưng của chúng tôi, buộc chúng tôi phải mạnh mẽ hơn, để họ không thể làm được như vậy nữa. Cuộc biểu tình này diễn ra giữa lúc đảng Dân Chủ đang phải chịu áp lực tăng mức lương tối thiểu trên toàn Liên bang Mỹ. Lãnh đạo công đoàn cho biết, các nhân viên thức ăn nhanh muốn 15 đô la Mỹ một giờ. Vào ngày 15 tháng 5, tập đoàn sản xuất ô tô General Motors của Mỹ đã triệu hồi thêm 3 triệu chiếc xe, nâng tổng số xe triệu hồi trong năm lên 12,8 triệu chiếc. Theo thông báo từ trụ sở của General Motors, 3 triệu chiếc xe bị triệu hồi là những chiếc du lịch, xe tải đời cũ được sản xuất trước năm 2009 và mắc đều lỗi kỹ thuật ở bộ phận đèn phanh, đèn chiếu sáng phía trước và bộ phanh điện. Những dòng xe thuộc diện báo lỗi lần này gồm 2,4 triệu xe du lịch, xe thể thao SUV cùng các dòng xe như Chevrolet Malibu, Chevrolet Malibu Max, Pontiac G6 và Saturn Aura. Như vậy, kể từ đầu năm 2014 đến nay, GM đã báo lỗi tổng cộng hơn 13 triệu chiếc xe. Riêng trong quý 1 năm 2014, hãng này đã chi 1,3 tỷ đô la Mỹ cho việc sửa chữa các lỗi kỹ thuật của các đợt báo lỗi xe và dự kiến sẽ chi thêm 200 triệu đô la cho việc chỉnh sửa gần 3 triệu chiếc xe thuộc diện báo lỗi mới. Đợt báo lỗi gần đây nhất của GM là ngày 3 tháng 5 vừa qua với 51.640 xe thể thao SUV dòng xe Buick Enclave. Chevrolet Traverse và GMC Acadia đều được sản xuất trong năm 2014 do lỗi kỹ thuật phần mềm có thể làm cho bộ phận đông do bình nhiên liệu không chính xác, có nguy cơ dẫn đến việc hết xăng, máy ngừng hoạt động, dễ dẫn tới các vụ tai nạn. Đầu năm 2014, GM đã phải phát lệnh báo lỗi 2,6 triệu xe Chevrolet Cobalt, Saturn Ion do lỗi ở bộ phận hệ thống đánh lửa, được cho đã dẫn tới các vụ tai nạn làm ít nhất 13 người bị thiệt mạng. Thưa quý vị, viên kim cương Graff Vivid Yellow, một trong những viên kim cương sắc vàng lớn nhất và hiếm nhất thế giới đã được bán với giá kỷ lục 16,4 triệu đô la trong phiên đấu giá ngày 13 tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo ban tổ chức đấu giá thuộc nhà đấu giá Sotheby, với trọng lượng hơn 100 carat, Grab Vivid Yellow được xem là có cách thức vượt trội và được chế tác gần như hoàn hảo, đã thiết lập mức giá kỷ lục mới cho một viên kim cương màu vàng. Kỷ lục cũ được lập từ năm 2011. Khi đó, viên kim cương vàng có trọng lượng 110 carat được bán với giá 12,4 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Sotheby còn đấu giá thành công một viên kim cương màu hồng 12 carat thu về 7,3 triệu đô la Mỹ. Theo đó, mỗi carat được người mua trả hơn 600.000 đô la Mỹ, mức giá kỷ lục chưa từng có đối với viên kim cương hồng tại nhà đấu giá nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Tuy nhiên, trong cuộc đấu giá trên không có khách hàng nào bỏ ra 5 đến 8 triệu đô la Mỹ để mua viên kim cương Victory Diamond nặng 31 carat được đặt tên để vinh danh quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cùng ngày đối thủ cạnh tranh của Sotheby là hãng Christie cũng đã trình làng những kỷ lục mới của mình, đó là viên kim cương màu xanh lớn nhất thế giới được định giá từ 21 đến 25 triệu đô la. Ngoài ra Christie còn sở hữu viên kim cương màu lục có tên gọi là giấc mơ đại dương, dự kiến viên kim cương này nặng 5 carat sẽ mang về cho Christie từ 8 đến 10 triệu đô la Mỹ. Liên tiếp là những thông tin như sau, Hồng Kông vốn là điểm tập kết của nhiều chuyến hàng buôn lậu ngà voi vào Trung Quốc và các nước châu Á khác. Để thể hiện nỗ lực của mình trong việc đấu tranh chống vấn nạn này, chính quyền Hồng Kông vừa tiêu hủy một kho ngà voi lậu cực lớn vào ngày hôm qua, 15 tháng 5. Ngày 15 tháng 5, Hồng Kông bắt đầu tiến hành thiêu hủy kho ngà voi tịch thu từ bọn buôn lậu. Cơ quan chức năng cho biết, đây là động thái thể hiện quyết tâm của Hồng Kông trong việc chấm dứt nạn buôn lậu ngà voi nghiêm trọng tại đây. Chính quyền Hồng Kông cần tuyên bố một cách mạnh mẽ với cả người dân trong nước lẫn dư luận quốc tế rằng chúng tôi quyết tâm đấu tranh với vấn nạn săn bắn động vật hoang dã và buôn lậu ngà voi. Quỹ vì động vật hoang dã quốc tế xếp Trung Quốc đứng đầu trong danh sách các thị trường tiêu thụ ngà voi nhiều nhất. Và Hồng Kông, vốn là cảng nhập khẩu lớn nhất cho Trung Quốc, từ lâu đã trở thành nơi tập kết chính của các đường dây buôn lậu ngà voi sừng tê bất hợp pháp. Hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã hủy hơn 6 tấn ngà voi sau khi bị các nhà hoạt động môi trường cho rằng nước này không nỗ lực chặn đứng hoạt động buôn lậu. Năm 2012, 22.000 con voi đã bị săn bắn lậu. Hiện tại số lượng voi châu Phi chỉ còn khoảng 400 đến 600.000 con. Vâng thưa quý vị, đến đây thì bản tin BBC thế giới xin được khép lại. Một lần nữa Minh vi rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.